nhật giá thì leo thang, cái gì á cũng lên, chỉ có lương là không lên à. Mai mốt hả, tới rau muống mà cũng có mà ăn nữa chứ, mà ăn rau muống trời ơi chán quá đi ngày nào. Cái gì vậy bà? Ủa bà Ly, mới qua tới nơi rồi nghe than quá trời than, làm như cái mỏ than Quảng Ninh nó dọn tới nhà bà hay sao. Ê rảnh 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 không, rảnh không làm gì lật giùm ơi. Đó nữa rồi thấy chưa, đài quá trời đài mà. Trời ơi tôi nói bà nghe, tôi chán lắm. Vụ gì? Cái công ty của mình á lương bổng không có tăng gì hết trơn á, mà trong khi giật giá cái gì cũng tăng. Nhà tôi mai mốt phải rau muống cũng có mà ăn nữa. Cái gì mà hước từ ngoài kia hước vô tới đây vậy? Không không, lấy cái trớn hước từ ngoài vô đây nói là vừa rồi đó. Gì vậy? Tôi đâu muốn gì đâu. Mấy bà đừng có nói là mắc cỡ. Làm cái gì mà mặt như đưa đám trời. Ông đi đâu đây? Ông đi đâu mà cái mặt ông như đưa đám đây? Chị gì? Đang buồn như con à, con chuông chuông. No, con đuông đuông. Đuông đuông là gì? Là con đuông dừa. Đuông dừa. Tôi nghe sếp nói à, tính cắt giảm mà, cắt giảm giảm mà, giảm giảm mà, giảm giảm mà, giảm giảm. Cảm ơn. Thôi. Sếp cắt giảm nhân viên á hả? À, đúng đúng. Ê, rồi. Thì không? Chính xác. Xác. Đúng rồi, chính xác. Không có đâu. Trời ơi, công ty mình có mấy móng mà cắt giảm nhân viên rồi lấy ai làm việc? Đúng không? Rồi. Chính là. Chính cái miệng ông phải không? Chính tay tôi nghe à, cái miệng này, miệng sếp bà nói. À. Rồi rồi, nó nói là cắt giảm. Chính xác. Đó, đó, tôi thấy là rõ ràng. Tôi thấy là sếp mà lấy tay chổi cam. No chổi à, lên trán. Chống trán lên trán. Ông kêu là nhức đầu. Nhức đầu. Rồi đó là bây giờ phải giảm mà giảm. Biên chế. Đúng rồi. Đúng rồi. Sao? Thì nếu mà không giảm mà ba đứa mình là giảm cái gì? Thì cũng đâu có sao. Trời ơi, công việc của tôi thiếu gì? Xin lỗi ông á hả? Cả trăm công ty á hả đang mời mọc tôi đây mà tôi còn chưa có nhận lời nữa. Muốn cắt cái muốn giảm không sợ. Tôi cũng vậy. À, không sợ. Vậy không ấy, hai bà đi vô với tôi bên năn nỉ sếp ơi. Không à. Tôi là có thân phận của tôi và qua bởi mất thân phận tôi làm sao? Bà sao? Bà ngoan. Thôi đi với ổng đi. Trời ơi, khổ quá. Nói chứ gì cũng là đồng nghiệp. Giúp đỡ cho ổng đi. Tôi là tôi cũng đi đó, hai người đi. Mà này mà đẹp mà thấy ghét. Bà ngoan, đi với tôi không? Bà đi mà mất thân phận, bà ráng chịu. Đi không? Cảm ơn nha. Tôi cũng có cái giá của tôi chứ tôi không đi. Trời ơi, đẹp mà được cái là vô duyên. Ông vô duyên á. Thế là chỉ còn một mình ta thôi à, đường nhân gian để ai thương đau. Ai mà không qua không phải. Trời ơi, cái tuần lễ nay mắc cái chứng gì mà nhức đầu uống thuốc hoài không hết. Ai chưa nắng chang chang đi kiếm tôi trời. Ai đó vô đi. Dạ em chào sếp. Đâu đây? Dạ em gửi sếp ít trái cây ăn cho nó mát. Trái cây ăn cho nó mát hả? Dạ. Trời ơi cũng tốt ghê ha. Dạ. Biết tôi nóng trong người hả? Dạ biết chứ. Vậy mà mua giải với chôm chôm không ha? Sao dạ. Không mua thêm nhãn nữa? Dạ tại nãy em kiếm á mà nó không có. Dạ sếp thông cảm, tại nãy em thấy nó ngon quá đi cho nên em mới là định mua cho sếp ăn. Ủa thèm hả? Dạ em thèm á sếp. Thôi thèm cầm về nhà ăn đi. Dạ không, em có mua em để ngoài xe để hồi em có đem về nhà. Dạ cái này em gửi sếp. Cái này nóng lắm tôi không ăn cũng được. Ủa sếp không ăn hả? Tôi ăn trái cây, tôi ăn mấy trái mát mát không à. Ủa vậy hả sếp? Vậy thôi sếp để đó dòng họ sếp ăn cũng được. À không, em nói là cho gia đình sếp ăn. Dạ em có chuyện này em muốn nói với sếp nhưng mà không biết có nên nói hay không. Nói đi, lỡ tới phải nói chứ, nếu muốn dạ. Giấu rồi đâu tới đây làm chi. Dạ đúng rồi sếp hay quá. Mới cười đó là khóc đó. Sếp ơi, sếp nhìn em đi sếp. Sao sếp thấy hôm em á là em làm trong công ty mình là lâu năm nhất á.
Mà em không có công thì cũng phải có sức đúng không sếp? Cho nên sếp đừng bỏ rơi em tội nghiệp nha sếp. Ai bỏ rơi cô? Mà chảnh như cô vậy mà cũng sợ người ta bỏ rơi nữa hả? Dạ không đâu sếp ơi, bây giờ em xin sếp á, sếp mà không bỏ em á, mai mốt em hứa với sếp là trong giờ làm việc em sẽ không chơi game online nữa, em sẽ cố gắng em tập trung em làm việc, em sẽ không tám chuyện với lại nhiều người, em sẽ không nói xấu sau lưng người này người khác nữa. Cô chơi game online? Có chút xíu à sếp. Hay quá ha. Dạ. Cô hay quá ha. Dạ, nếu mà sếp hứa với em sếp không bỏ em á, ngoài những cái thứ đó ra, em hứa với sếp là trong giờ làm việc em sẽ không đi quán cà phê em ngồi, rồi em hứa với sếp á là em sẽ không ăn cắp bút bi nè, rồi sổ sách rồi tập vừa dở dư em đem về nhà em xài nữa. Sếp biết không? Em á, em mà không làm như vậy. Cô nói là nhức đầu luôn. Mình cô làm mà hả? Đâu có. Đâu có, mình em làm. Em làm một chút xíu ra là em là nhỏ như đây thôi nè. Con quỷ con ngoan nó mới nhiều. Nó ăn cắp gấp 3, gấp 4 lần em. Nó chơi game online, nó nói nó chơi thâu đêm suốt sáng hả. Nó chơi ở nhà xong hả, nó đem vô trong công ty nó chơi luôn. Trong công ty sẽ thấy nó mở mi máy vì tính lên, nó ngồi bấm để sẽ tưởng làm việc. Đâu có làm. Nó đâu có làm gì đâu, nó ngồi chơi game online. Nó chơi cái gì mà gọi là cái gì, con đường tơ lụa đó sếp. À là có cả cô ngoan nữa hả? Còn con quỷ nó chơi còn nhiều hơn em nữa. Là hai người thông đồng với nhau đó hả? Ăn cắp giờ của công ty phải không? Hai cô hay quá ha. Chú trả lương cho cô để cô vô trong công ty cô chơi game online hả? Để cô vô cô ăn cắp giặt cô đem về nhà hả? Hả? Cô ngoan còn làm cái gì nữa? Cái gì nó cũng làm, con nó dễ sợ, gì nó cũng làm. Nó nói xấu sau lưng người ta, nói xấu sếp là nhiều nhất luôn á. Nói xấu tôi? Dạ. Nói cái gì? Nó nói hả, sao sếp là xấu, là nó là xấu vô đối luôn á. Xấu vô đối là sao? Dạ dạ như toàn diện á, không có gì xấu hơn nữa. Tôi xấu lắm hả? Nói nào ngay thì không có xấu lắm. Thấy chưa? Dạ, nhưng mà hơi xấu thôi. Chịu khó nhìn thì cũng được. Nói chuyện với cô chắc hồi đi vô tôi lấy thêm thuốc nhức đầu tôi uống quá. Sếp ơi, nãy giờ em nói sếp có hiểu được cái nỗi lòng của em không sếp? Thôi được rồi, đi về đi, tôi biết rồi. Vậy em về được rồi hả sếp? Đi về đi. Dạ, em xin phép sếp em về. Chị đi rồi, về đi rồi, từ từ tôi tính. Sếp ơi, vậy giữa em với Ngoan, sếp đuổi ai sếp? Nhăn mặt kiểu này, vậy là mình sẽ không bị đuổi. Con quỷ Ngoan với thằng Cà Lâm bị đuổi chắc. Trời đất ơi, nhân viên cái gì đâu. Bữa nào vô phải họp chấn chỉnh lại mới được. Kiểu này hoài chắc chết. Trời đất ơi, cái gì vậy? Em chào sếp. Chào thì chào được rồi, lớn tuổi mà làm như con nít như cuốc hà nữa. Chẳng có gì sếp, bữa nay á em có cái món quà tặng cho sếp nè. Trời ơi, tới chơi rồi quà cáp chi vậy, tặng này gì đây? Thuốc lá hút cho bổ phổi đó. Trời ơi, bữa nay tôi bị quỷ ám tôi hay sao trời. Nghĩ sao mà thuốc lá hút cho bổ phổi, tôi bỏ thuốc rồi nghe chưa. Tôi cấm nhân viên trong công ty hút thuốc mà nghĩ sao tặng thuốc cho tôi vậy? Gì vậy trời? Bữa nay trời nắng, nhân viên trong công ty tôi bị khùng hết hay sao trời? Ai gặp tôi cũng khóc hết vậy? Sếp ơi, sếp đừng có đuổi việc em, sếp ơi. Em còn mẹ già, cha già ở nhà không có ai chăm sóc sếp, mà đuổi việc em là cả nhà em chết đói hả sếp ơi? Không xong chưa? Sếp, mà sếp có đuổi á sếp, sếp đuổi con lì á sếp. Mắc mớ gì tôi đuổi con lì, mà mắc mớ gì tôi phải đuổi cô là sao? Trời ơi, sếp biết không? Con lì ở trong cơ quan á hả, là nó chuyên môn nói xấu sếp đó. Tên ơi à, có cái nhân viên nào mà hết chuyện á đi nói sếp á hả là cặp bồ. Trời đất ơi, nhìn sếp đàng hoàng vậy mà nói sếp là cặp bồ, rồi bị vợ của sếp hả là quánh ghen coi như là bể đầu luôn. Quá đáng. Chưa hết, nó còn nói sếp hả là chuyên môn hả là đi nhân viên. Một ngày hả người ta làm việc 8 tiếng, còn sếp hả bắt nó làm hả 10 tiếng luôn. Nó oán hận sếp, bây giờ nó nói xấu sếp tùm lum tà la luôn á. Quá đáng. Vậy ai chơi game online trong công ty? Hả? Ai? Con Lì. Con Lì chơi mình con Lì hả? Ờ. Chơi chung với ai? Rồi ai đi ăn cắp ba cái sổ sách, rồi ba cái viết bi ở trong công ty đem về nhà cho ở nhà bán hả ai? Con Lì. Con Lì hả? Nhà con Lì đâu bán tập quá. Nhà ai bán? Cô nói gì mà cô nghe được hả? Hả? Hả?
cái công ty chứ đâu phải cái siêu thị. Trời ơi, đi vô siêu thị lấy đồ đi ra ngoài cũng phải trả tiền, còn công ty lấy đi ra là ra luôn vậy hả? Em xin sếp đừng có đuổi việc em sếp ơi. Đây nè, tôi nói là tôi đuổi cô hồi nào? Ủa, sếp không có đuổi việc em hả sếp? Ai nói? Trời ơi, vậy là em vui sướng quá. Như vậy là sếp không đuổi việc em, như vậy có nghĩa là sếp đã đuổi việc con Ly rồi. Thôi đi về tôi đi, trời ơi, tôi nhức đầu quá trời, mấy người tới đây phiền tôi hoài vậy. Thôi, em cho sếp em về. Sếp ơi, sếp nhớ hút thuốc nha. Thuốc này hút vô là bổ phổi lắm đó. Em bye bye nha. Bye. Trời ơi, chắc bữa nào phải tổ chức cho nhân viên đi khám não lại quá. Đứa nào cũng khùng hết rồi trời. Nãy giờ tôi nói hai người thấy làm sao? Công nhận nha, ông sếp của mình á, ông xấu mà nó xấu dã man, xấu tàn bạo mà vô nhân đạo luôn á. Trời ơi, nói hả, xấu người không nói còn xấu tính nữa. Trời ơi, xấu nói gì, ta nói xấu mà còn đóng vai ác nữa đó. Thì bởi vậy mới nói, hình như là ổng có thù truyền kiếp với mọi người hay sao á. Tôi thấy ổng lúc nào mặt ổng hầm hầm đúng không? Hình như là ai ăn hết của dòng họ ổng hay sao á. Ổng mỗi lần giao việc tôi cái mặt ổng hầm hầm hoài thấy ghét lắm. Trời ơi, bà vậy còn đỡ đó. Sao vậy? Còn tôi nè, ta nói gái có sắc hả, khủng chết luôn vậy đó. Anh biết sao không? Có mà. Ổng về em. Trời đất ơi, chịu nổi không? Tao nói không? Có. Anh nói hôn mỗi lần á hả, cứ giả bộ là kêu em đi vô phòng làm như là để giao việc gì đó, mà đâu có giao gì đâu. Vô cái giả bộ cái gì nè, mà em đâu có chịu. Em đàng hoàng mà, em cự tuyệt, em không có chịu. Tôi mà nói mà hai bà nghe nè. Sao? Đừng nói xấu người. Vắng mặt. Khuất mặt. Ê, khuất mặt là chết rồi ông ơi. Khuất mặt là chết á. Ý tôi là vậy. Khuất mặt là người ta về quả quả là quả quả mình chết. Không mà nên nói. Nói một câu cũng nên thân nữa mà lo nhiều chuyện. Chứ giờ ý anh nói là tụi tôi nói xấu sếp, chứ giờ anh muốn tụi tôi phải làm sao? Anh đàng hoàng quá ha. Tôi là biết là sếp là người tốt. Tại sao? Chứ sao, sếp là người rất tốt, thương nhân và nhân viên. Thỉnh thoảng là sếp có một cái chi tiết là rất nhỏ nhoi thôi. Là gì? Đó là sếp là hôi nách. Hả? Chứ đâu có gì. Sếp hôi nách hả? Trời, chuyện mới á nha. Thôi ôi, nhờ ông nhắc tôi mới nhớ nha. Sao? Mỗi lần mà vô trong công ty á là tôi nghe cái mùi giống như là mùi ai ngâm cũng kiệu vậy đó bà. Đúng rồi. Mà bây giờ tôi cũng có nghe nữa. Tôi nói là chính là chính xác. Ê, nghe gần lắm á. Thiếp mà. Hay à, trời. Xì nghe quen vậy. Cái giọng nghe quen ha. Chắc chì mà quen hả? Giọng ai ta? Cái gì? Nói không được thì nín đi. Mấy người hay quá ha. Chụm 5 chụm 3 lại ha. Đi, trời ơi trời. Ủa anh ba anh bị sao vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Anh bị sao vậy? Tụi bay gian đừng có bu lại. Để cho anh thở. Trời ơi, ra con đừng có bu người ta. Đừng mà bu qua. Mày xin ra. Ông tránh ra. Ông nậu này là ngọt nhất á. Được rồi. Nước chanh. Để tôi pha cho anh uống. Làm tôi ly nước chanh liền nha anh Tài. Sếp ơi chết rồi, bây giờ sếp bị gì? Sếp bị bệnh tim rồi phải không sếp? Cô bị khùng hả? Cô có bị khùng không? Bệnh tim mà dính đây hả? Trời ơi, bởi vậy nhỏ này đó. Đây nó bị phổi. Trời ơi. Trời đất ơi, tao nói nó tài lanh tài lẹt vậy đó. Sếp ơi, nãy giờ tụi em á là chỉ là nói giỡn thôi chứ không có gì nói thiệt đâu. Sếp đừng có đuổi những gì tụi em, tội nghiệp á sếp. Tôi nghe hết mà. Dạ. Ai dê cô? Ai dê cô? Dạ đâu có ai dê đâu. Dạ, tôi dạ, kêu dạ, cô dạ. Vô phòng rồi tôi có đụng người cô không? Dạ, có không? Dạ không. Trời ơi, xạo bà cố luôn, có nổ mà nghĩ sao sếp vậy mà đi dê bả. Đúng không sếp? Trời ơi, em nói đâu có tin đâu. Tôi xấu hả? Tôi ác hả? Anh nói đó, nó nói. Tôi đi câu cái gì? Nó nói đó sếp. Tôi nói bà thấy chưa? Bà thấy rõ ràng cho sếp đúng không? Em nói nó nói tôi nói là Thôi nín đi. Ông xích ra, ông xích quá. Ai hôi nách? Ai hôi? Trời ơi, ông hôi nách mà ông dám nói sếp hôi nách không? Ông nhiều chuyện, nãy giờ nghe cái mùi gần kế bên ổng. Thì ra là mùi của ông á hả?
Sếp ơi, nãy giờ á, nói chung á là tụi nó nói thì nói vậy thôi chứ không ai có ý gì đâu. Sếp đừng đuổi việc tụi nó tội nghiệp nha sếp. Tôi nói tôi đuổi thì nào? Dạ, bữa nghe sếp nói sếp giảm cắt gì đó sếp. Trời ơi, tôi nói tôi nhức đầu hoài không có giảm. Ủa? Mà nghe làm sao mà đi đồn tùm lum tùm la vậy? Ủa? Hả? Vậy là không có giảm nhân viên hả sếp? Tôi nói giảm rồi nào? Trời ơi! Không có đổi ai hết hả sếp? Bây giờ tôi tuyên bố, tôi không cắt giảm nhân viên trong công ty. Oh yeah! Nhưng mà tôi không hứa là sẽ không đuổi hai con nha. Thôi mà anh, mấy đứa nhỏ nó cũng biết lỗi rồi. Cái công ty này giống như là cái siêu thị vậy đó. Bà 8, bà 9 với ông 10 này vô là chụm đầu là nói chuyện, nói tới nói lui, nó mệt, nhức đầu kinh khủng. Đó, bây giờ để chú Tài nói cho mấy đứa nghe. Mình làm việc ở công ty, được thì mình làm, không được mình xin nghỉ. Chứ mình đừng nên nói xấu qua lại như vậy, không tốt. Cái hòa khí trong công ty, anh em không thuận thảo. Như vậy làm sao mà làm việc, công ty sao lớn mạnh được. Tụi nhỏ nó thấy nó cũng biết lỗi, nó lỡ lời rồi. Thôi anh niệm tình tôi đi, tha cho tụi nó đi. Mấy đứa hứa nha, lần sau không được nói xấu vậy nữa nghe không? Dạ. Ráng mà lo cho công việc. Dạ. Nè anh à, nghe nói anh bị bệnh nhức đầu chóng mặt. Nhức đầu. Mà bệnh nhức đầu này lâu chưa sao không có nói tôi? Bị lâu rồi mà uống thuốc hoài không có hết anh Tài ơi. Nhức đầu mà uống thuốc hoài không hết hả? Để tôi chỉ anh một món này á, anh ăn vô bảo đảm chứng nhức đầu của anh nó hết liền á. Món gì? Nấm mèo chân đường phèn. Nấm mèo chân đường phèn. Nấm mèo á, anh ra ngoài chợ anh mua nấm mèo mà cái loại mà nó còn phấn trắng á. Đó, mua về ngâm trong nước rồi mình sắc sợi mỏng ra. Đó rồi khoảng chừng 20 gram hoặc 30 gram là nấm mèo thôi. Còn mình mua đường phèn là khoảng 10 gram. Mình mới bỏ chung vô một cái thố. Mình chưng cách thủy. Chưng cách thủy khoảng 15 phút là nó mềm rồi. Xong xuôi nhớ dỡ nắp ra. Rồi anh cầm cái thố mà chưng đường phèn với nấm mèo á, anh đi phơi xương. Phơi xương phải qua một đêm nha. Rồi sáng sớm hôm sau anh thức dậy, anh để bụng đói luôn. Anh mới ăn nấm rơm, anh ăn cho hết rồi uống nấm hết mèo, cái nước rồi. Nấm mèo. Đi chừng nấm mèo để bóc nấm rơm mà. Đó, bậy vậy được. Đó là ăn cái nấm mèo đó rồi nhớ uống hết nước nha. Trong lúc bụng đói nha. Mà ăn liên tiếp về khoảng 7 ngày là cái bệnh nhức đầu của anh tôi bảo đảm anh là nó thuyên giảm hẳn luôn. Trời ơi, dễ vậy thôi. Để em làm cho sếp ăn nha sếp. Sếp ơi, em nói cho sếp ăn nha sếp. Em nói cho sếp. Thôi kệ, cứ để cho mấy đứa nó nấu coi như chuột lại lỗi. Anh đừng có chấp nhất tụi nó. Còn mày. Nhưng mà chắc chắn là hết rồi. Chắc chắn là hết bệnh. Vậy hả? Còn mày á, mày về mày mua phèn chua. Dạ. Mua phèn chua mày bỏ vô cái chảo, mày giả ra, mày đổ miếng nước á, mày khìa. Dạ. Mày khìa mày sao cho nó khô lại, xong mày cạo ra. Dạ. Cạo ra bỏ trong hũ để dành. Mỗi ngày sức một lần, bảo đảm không bao giờ bị bệnh nữa. Dạ, bệnh gì? Bệnh hôi nách của mày. Trời ơi. Ông à. Món ăn mà chương trình kỳ này giới thiệu đến tất cả quý vị khá là công phu phải không nào? Nhưng không biết là thành phần dinh dưỡng và những giá trị mà món ăn này mang lại sẽ như thế nào đây? Mời quý vị cùng gặp gỡ và trao đổi với hai vị khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu bác sĩ Đông y Phan Quốc Hưng. Xin chào Tuyết Vinh, xin kính chào quý vị khán giả. Và bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Thủy. Chào Tuyết Vinh. Chào bác sĩ Hưng. Kính chào quý vị khán giả. Thông thường thì mình hay sử dụng nấm mèo để nấu chè. Đó là một cái món ăn rất là quen thuộc với tất cả mọi người chúng ta. Ngày hôm nay thì chương trình giới thiệu món nấm mèo chưng đường phèn thì cũng gần giống như chè rồi. Nhưng không biết là về mặt đông y thì hai thành phần này có những giá trị như thế nào ạ? Thì theo đông y á, cái nấm mèo hay gọi nấm tay mèo hay là nó còn gọi là một cái tên nữa theo đông y là mộc nhĩ á, thì người ta thấy là có là một cái vị thuốc rất là quý. Thì theo đông y á, nấm mèo nó có một cái vị ngọt, tính bình, không độc ha. Thì nó ngoài cái tác dụng là nó bồi dưỡng thì người ta thấy nấm mèo có tác dụng là thanh nhiệt nè, lương huyết, giải độc ha. Ngoài ra nó có tác dụng là nhuận táo và là bổ khí và dưỡng âm nữa. Theo đông y á, thì cái nấm mèo thứ nhất là nó bồi dưỡng cho những người mà suy nhược cơ thể rất là tốt, bồi dưỡng. Hoặc và cái trường hợp thứ hai là nó dùng cho những cái trường hợp mà hỗ trợ cho những bệnh lý như cao huyết áp ha, xơ vữa động mạch và những cái trường hợp thiểu năng tuần hoàn não cũng rất là tốt. Và gần đây thì một số nghiên cứu người ta thấy thì nấm mèo nó còn có hiệu quả trong phòng ngừa và phòng chống một số các bệnh là lý về ung thư ha. Thì nó có tăng cường sức miễn dịch nè, ức chế tế bào ung thư nè, và nó làm phòng chống nó chống lão hóa nữa, rất là tốt. Dạ. Vậy thì về mặt dinh dưỡng thì sao thưa bác sĩ Thủy? Tại vì trong món ăn này mình chỉ có nấm mèo và đường phèn thôi thì chắc là cũng không có nhiều giá trị dinh dưỡng đúng không ạ?
mình mới nghe thì mình thấy giống như một loại rau với một loại cái loại đường phải không? Nhưng mà thật ra thì năng lượng cũng khá cao đó, tại vì năng lượng từ đường nè, và nấm mèo thì là thực phẩm giàu đạm, chứ không mình thấy nó giống như là từ rau vậy, nhưng mà không phải, đây là thực phẩm cung cấp các đạm rất là nhiều. Và mình biết rằng chất xơ trong trong nấm mèo thì cũng có, nhưng mà năng lượng của nấm mèo thì đến từ chất đạm. Những nghiên cứu gần đây thì thấy rằng cái chất đạm ở trong cái nấm thì lại rất là tốt, vì cái tỷ lệ axit amin cân đối và giúp hấp thu tốt, cũng như là có rất nhiều những cái chất chống oxy hóa, cũng như là chống ung thư, và những cái giúp là tăng cường sức khỏe. Thì mình thấy rằng có rất nhiều cái nghiên cứu nói rằng là nấm mèo sẽ là một cái thực phẩm là trong tương lai, tại vì nó mang giá trị dinh dưỡng và những cái tác dụng về phòng chống bệnh rất là tốt cho sức khỏe. Xin cảm ơn bác sĩ Thủy và xin cảm ơn bác sĩ Hưng đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Thưa quý vị, với phần tư vấn của hai vị khách mời, hy vọng là quý vị đã biết cách chế biến và sử dụng đúng món nấm mèo chân đường phèn để mang đến sức khỏe cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Còn bây giờ thì chương trình Quán Bún Mùa kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.